Để tham gia này bọn anh chuẩn bị mất 2 năm. Đấy là thời gian chuẩn bị rất là dài. Từ cái lúc mà hành trình kết nối rồi mấy anh em đây nè, là bắt đầu là tập chạy. Tới giờ 2 năm đây là lần đầu tiên bọn anh tham dự giải. Đấy là cái cảm xúc mà lần đầu tiên mình nhận cái tấm huy chương này. Thực sự rất là tự hào về bản thân mình và tự hào về đồng đội của mình. Anh và anh nghĩ là cũng giống như cảm xúc của tất cả các runner tham dự giải hôm nay là rất là vui. Bởi vì là môn chạy bộ thì em biết là nó là cái cảm giác mà chiến thắng chính bản thân mình. Đây là lần đầu tiên anh tham gia. Thì trước khi tham gia thì mọi người cũng warning về, cũng cảnh báo về cái việc là thời tiết rất là nóng và rất là khắc nghiệt. Thế nhưng mà hôm nay anh tham dự giải đấu thì anh thấy thời tiết cũng mát mẻ. Và đặc biệt là công tác tổ chức của ban tổ chức rất là tốt. Các cái điểm hỗ trợ bố trí đầy đủ và kịp thời. Mỗi lần mà về quê nhân chạy, thực sự là chạy trên quê hương là rất là vui phấn khởi. Chung là năm nay thì thành tích chạy tốt hơn năm trước. Thực sự là năm nay về thấy ban tổ chức rất là tốt trong cái việc cung đường rất là đẹp. Thứ hai nữa là các khâu tiếp tế về nước, về idol, nói chung là rất là nhiệt tình. Nói chung là năm nay mình thấy là rất tốt. Mình chạy cũng rất là nhiều giải rồi. Nhưng mà thực sự là chạy trên quê hương cảm xúc rất là hồi hộp vào tối là đã hồi hộp rồi. Là sáng nay nữa. Thực sự lần này anh chạy có 10 cây à. Cho nên là anh cảm giác rất là sảng khoái, khỏe khoắn chứ không mệt, mặc dù cũng hơi cơ hơi đau một chút xíu thôi. Rất là tuyệt. Vâng. Thì thực sự là hôm nay là phá được cái kỷ lục cá nhân là khoảng 5 phút. Và mặc dù là hơi không đạt được cái mục tiêu gọi là thách thức một chút nhưng mà vẫn là rất là vui. Hôm nay rất là khỏe và sảng khoái. Suốt trên cái đoạn đường vừa rồi là nắng mà như là nó không có nguyên đoạn từ cầu Thị Nại về tới là như không có một cái có không cây nhưng mà nó rất ít. Như là đi mà mệt mà cứ đi chút là anh phải đi bộ chút là xong chạy tới vậy rồi. Cho nên tới lúc mà nhìn thấy được cái dạch finish đó là như anh phóng như đi về. Sau khi chạy xong cái đoạn đường 5 km của mình thì mình thấy là trong người mình thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Ban đầu mình nghĩ là chắc sau 5 cây thì chắc là mình mệt, mình ngã gục luôn á. Nhưng mà sau đấy thì chạy xong rồi thấy người rất là thoải mái bình thường. Khi chạy á, cái nghị lực của mình, trong cái suy nghĩ của mình á, nếu mà mình phải hoàn thành được cái cự ly đó thì mình sẽ làm được những việc khác. Cái khó khăn là chạy qua 30 cây, chạy 21 cây là cũng bình thường, qua 35 cây cũng bình thường, nhưng mà đến qua 39 cây á, thì lần đầu tiên thì chạy ở Ăn Co á, qua 39 cây thì thấy rất là đuối, nhưng mà thì rất là cương quyết tâm hoàn thành. Và anh cũng xin chúc mừng các runner khác, những người cũng đã về đích và cũng những người vẫn đang về đích. Và chúc tất cả mọi người đều mạnh khỏe và đều đạt được mục tiêu của mình.